Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review núm ti silicon beanstalk thay bình thủy tinh cây cây 64 giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí sản xuất tại Nhật Bản, chất liệu, silicon mềm mại, an toàn cho bé, bền chắc, không bị kéo giãn. Lượng sữa chảy ra tùy thuộc vào lực hút của bé nên không cần phải thay các size SML như các loại núm vú khác. Núm TNT Colic điều tiết áp suất không khí và lượng sữa giúp chống đầy hơi, chống sặc. Thiết kế, màu sắc thân thiện môi trường, phù hợp cho bé, dễ dàng sử dụng và vệ sinh hướng dẫn sử dụng chuyên dùng cho bình nhựa thiên nhiên loại cổ rộng chú ý sử dụng thanh kèm theo sản phẩm để thông lỗ chảy sữa và lỗ thông khí đối với lần đầu sử dụng nên sử dụng từ hai núm ti trở lên để thay đổi lẫn nhau nếu núm ti đã cũ hãy thay cái mới ngay sau khi sử dụng nhúng núm ti ngay vào nước sôi hoặc rửa sạch dưới vòi nước các phần bên trong núm ti hay lỗ thông khí dùng thanh kèm theo sản phẩm để rửa sạch Tiếp theo khử trùng bằng nước sôi 100 độ C khoảng 3-5 phút, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết